Tuần này thì đánh dấu một cột mốc vô cùng ý nghĩa với những ai là fan của nhóm BTS hay còn gọi là ARMY ấy. Thì tức là tại vì đây là ngày kỷ niệm 10 năm debut của nhóm, tức là ngày 13 tháng 6 đấy chị Linh. Không biết các thành viên đã gửi gắm điều gì cho fan của mình trong ngày này nhỉ? Không cần phải đoán đâu, có một bài đọc đây này, đọc xong là biết ngay ấy mà. Let's Let's go! go! BTS 10th anniversary is just one day away, and to celebrate, in addition to the series of activities and events taking place in Seoul for the occasion, RM, Jimin, and J-Hope posted heartfelt messages on Monday, June 12th, to fans before the big day, thanking ARMY for their support over the past decade. It's a really special thing to be enchanted by certain words RM wrote in his message, according to an allkpop.com translation, and to a noun becomes a pronoun. When BTS becomes BTS and when ARMY becomes ARMY, there was a lot of rain and wind and also love. We built our own world that no one could possibly understand. Wow, ở đây có mấy cái chơi chữ khá là hay nha. Trước tiên thì có một vài cái từ vựng liên quan đến cảm xúc. Thứ nhất là heartfelt này, rất là ấm lòng. Ấm lòng. Thì ngày kỷ niệm là ngày 13, thì trước đến một ngày thì các anh đã gửi lời chúc rồi, rất là quan tâm, và nó thể hiện cái sự biết ơn của nhóm với toàn thể fan trong vòng một thập kỷ vừa qua. Có một từ nữa là từ enchanted, cũng khá là đồng nghĩa với từ heartfelt. Tôi bị một là bị bỏ bùa đấy. Và ở đây thì trong cái lời chúc của RM thì có một cái câu mình thấy rất là hay, đấy là until now becomes a pronoun, tức là ám chỉ đến hai cái tên, thứ nhất là BTS, thứ hai là ARMY. Lúc đầu thì BTS và ARMY chỉ là hai cái danh từ thôi, nhưng mà theo thời gian với cái độ phổ biến của nhóm và cũng như là cái sự nhiệt tình của fan ấy, thì nó không chỉ đơn giản là một cái danh từ nữa mà nó thành một đại từ để xưng hô. Đấy, bây giờ không gọi là đấy, bây giờ gọi là nhóm BTS và ARMY là không phải là quân đội nữa, mà nó là đại từ cho fandom của nhóm luôn. He continued, thanks to the ARMYs and so many people who helped us, I was able to experience something special that I would want to be able to experience again. Looking back, I became used to kicking open the door and living out of being absorbed in reminiscing briefly. Even now, I am still imagining our part two. It feels like it can be anything. Jimin, meanwhile, spoke about the unwavering dedication it takes for ARMY to support BTS in all its endeavors. I have told you ARMY a few times already. It's not easy to support and love someone and give them strength for no particular reason. The translated message reads, That is why I am able to understand how happy we are. You who made us feel this way should feel overflowing happiness and receive love. You must understand ARMY, whom I am always thankful to and love. Let's be happy for a long, long time. Wow. Mình mà là fan rồi mình nhận những cái lời này mình thích. Mình cũng thích đúng không? Đây có rất nhiều cái từ liên quan đến cảm xúc và hạnh phúc này. Và cả sự nỗ lực nữa. Unwavering này. Unwavering dedication, sự cống hiến này. Và đấy, Jimin lẫn RM đều nhấn mạnh cái tầm quan trọng của ARMY trong việc làm nên thành công của nhóm trong 10 năm nay. Đấy, it's not easy to support and love someone for no particular reason. Exactly. Nhưng mà ARMY đã làm được điều đấy. Và thành công của BTS 3 năm nay chính là cái câu trả lời cho cái cho sự nỗ lực, endeavors của ARMY. Và đấy cũng là lý do mà BTS hiểu là họ sẽ là hạnh phúc ấy. Những fandom chính là người khiến họ hạnh phúc. Cảm động quá Okay, J-Hope, who is currently serving in Korean military, also shared a note via Weverse and the BTS Twitter account, ARMYs, you're doing well, right? The message reads, according to Korean Boo, about now, I'm probably in an extremely nervous state with my military discipline, in a sort of scheduled text message vibe.
To comfort all of you going through this hopeless time, I will send my greetings through letters on special days like this, even though it's short. Cute. Dù đang trong... đang phục vụ nghĩa vụ quân sự, nhưng mà vẫn nhớ đến cái ngày kỷ niệm và vẫn lên nói chuyện với fan nha. Mặc dù đang gọi là trong cái trạng thái lo lắng. Yeah, extremely nervous state. Và đấy, ở đây thì cũng có một cái chơi chữ. Mặc dù là mình biết là J-Hope thì không có tiếng Anh lắm, nhưng mà đây, Hobi là tên thật của J-Hope. Và đấy, kết hợp với đây thành Hopeless. BTS will celebrate its 10th anniversary on June the 13th. The Tower of Seoul will host multiple events over the next weekend to honor the SAFTET's impact on the country and for ARMY to participate in the festivities. Đấy, một sự kiện như kiểu là một lễ hội ở Hàn Quốc ấy. Các bạn BTS cũng đóng góp rất là nhiều cả về kinh tế cũng như về văn hóa. Yeah, very nice. Congrats các bạn ARMY nha.